Chương trình tiêu điểm kinh tế của truyền hình Thông tấn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài tạm dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí thì đến nay khi đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát thì ngành du lịch đang chuẩn bị mọi điều kiện để tái khởi động trong bối cảnh bình thường mới với phương châm là an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó. Việc tái khởi động, kích cầu du lịch nội địa và thí điểm đón khách du lịch quốc tế được coi là giải pháp thiết thực nhằm khôi phục ngành du lịch sau một thời gian dài đóng băng. Đây được xem là chủ trương kịp thời giúp các địa phương có điểm tham quan, các vùng du lịch trọng điểm trên cả nước thích ứng với yêu cầu mới. Để cùng thảo luận về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Vâng, xin trân trọng cảm ơn khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, xin chào chị, xin chào quý thính giả, quý khán giả. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự tổng hợp của nhóm phóng viên tiêu điểm kinh tế. Sau một thời gian dài ngừng hoạt động do dịch COVID-19, ngành du lịch đang nỗ lực triển khai kế hoạch kích cầu, phục hồi du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Hiện nay là chúng tôi đã tổ chức phát động một cái chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc và đã bắt đầu các tỉnh đều hưởng ứng mạnh mẽ trong cái việc mà triển khai. Hàng loạt các đoàn khách đã lên đường, đã bắt đầu đi từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Riêng Tổng cục Du lịch đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ cùng với các địa phương, luôn luôn kiểm tra các điểm đến an toàn, luôn luôn kiểm tra các cơ sở lưu trú an toàn, luôn luôn kiểm tra các điểm vui chơi giải trí an toàn. Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã sẵn sàng đồng hành cùng chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc và chuẩn bị các kịch bản chi tiết để mở cửa du lịch một cách linh hoạt, an toàn, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Có những cái kiểm soát tốt dịch bệnh thì sẽ cho phép các đơn vị du lịch đón khách trong địa bàn thành phố, và tiếp đến tháng 11, tháng 12 chúng tôi sẽ triển khai tiếp phục hồi theo giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Thế và đến tháng 12 thì áp dụng biện pháp mở cửa phục hồi. Về cơ sở vật chất, về cái công tác phòng chống dịch bệnh là rất là chu đáo. Về lao động thì các doanh nghiệp cũng đã có cái kế hoạch và chiến lược thu hút cái nguồn lao động mà trong cái thời gian nghỉ dịch thì chúng tôi xác định rằng nếu như du lịch Ninh Bình được mở cửa đón khách thì các cơ sở lưu trú như các điểm đến luôn luôn sẵn sàng để phục vụ khách với cái chất lượng và tinh thần phục vụ khách chu đáo nhất và an toàn nhất. Đối với doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh cũng đã sẵn sàng với việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực cũng như cung cấp các sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Đã có những cái chuyến bay từ cuối tháng 11 cho đến tháng 12 thì các khách sạn cũng đang ráo riết chuẩn bị những cái nhân sự, rồi rà soát lại cơ sở hạ tầng vật chất của mình. Chúng tôi cũng đang triển khai một loạt các cái chương trình nội địa, có thể nói rằng là tức là để nhằm cái việc là khôi phục lại các hoạt động của công ty cũng như là hoạt động về du lịch. Đấy là những cái sản phẩm hiện nay là những sản phẩm đi du lịch Tây Bắc. Ở trong cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm cái loại hình du lịch caravan trekking và những cái mảng du lịch về homestay đi nhóm nhỏ, mà cũng đã thu được một số các kết quả khả quan. Ngoài việc khôi phục thị trường du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế mới đây cũng được chính phủ cho phép thí điểm mở cửa ở một số địa phương. Đây được coi là bước đi đột phá trong bối cảnh hiện nay. Chính phủ đã đồng ý cái tờ trình của Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch về cái việc là cho phép cái chiến lược mở cửa 3 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là tháng 11 là thí điểm mở cửa cho một số cái tỉnh thành như Quảng Ninh, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phú Quốc. Cái giai đoạn 2 thì bắt đầu khoảng tháng 1 năm 2022, và cái giai đoạn 3 thì hiện nay vẫn chưa xác định thời hạn. Nhưng mà một cái sự mở cửa như vậy nó là cái bước đi rất là đột phá. Như vậy tôi nghĩ rằng đấy là một cái chủ trương rất là đúng đắn của nhà nước chúng ta hiện nay. Để khôi phục thị trường du lịch, các ngành, đơn vị chức năng đã nỗ lực vào cuộc với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ khôi phục thị trường du lịch. Điều này đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đó là các cái chính sách của chính phủ cũng như là của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã liên tiếp đưa ra có cái tác dụng là động viên rất là lớn đến với lại các doanh nghiệp về du lịch. Thì cụ thể là những cái chính sách về miễn giảm thuế trong đấy cho dành cho các cái doanh nghiệp du lịch, khách sạn và các cái điểm khu vui chơi giải trí. Thứ hai nữa là cái chính sách về giảm cái phí quản lý lữ hành cho giấy phép lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa, và cũng là cái tiếp ứng để cho cái doanh nghiệp du lịch có thể là có thêm những cái động lực để phát triển. Thứ ba nữa là những cái chính sách
về sống chung với lại Covid và cái chính sách phát triển kinh tế đi đôi với lại phòng chống dịch trong cái tình hình mới. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng là với sự chỉ đạo của chính phủ, đặc biệt là cái nghị quyết 128 vừa rồi, nó đã mở ra một con đường rất là tốt để cho du lịch hồi phục. Và vì vậy chúng tôi tin là khi mà khởi động du lịch nội địa là ngành du lịch cũng sẽ rút được kinh nghiệm làm thế nào là tốt nhất, làm thế nào để khắc phục được những cái khó khăn. Vâng, trở lại với trường quay, thưa ông Hà Văn Siêu, dịch COVID-19 thì tác động rất lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế, trong đó ngành du lịch thì được coi là cái ngành mà phải hứng chịu nhiều thiệt hại nhất. Vậy ông đánh giá như thế nào về những cái khó khăn và thách thức đối với ngành du lịch trong thời gian vừa qua? Vâng, có thể nói rằng là đại dịch COVID-19 đã để lại những cái tổn hại rất lớn cho nền kinh tế cả toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Và riêng đối với ngành du lịch thì là một trong những cái lĩnh vực mà thiệt hại sâu, rộng, toàn diện và rất là lớn. Tổ chức Du lịch Thế giới nói rằng là đã kéo lại ngành du lịch 30 năm trở về trước. Du lịch Việt Nam thì gần 2 năm qua là hoạt động du lịch quốc tế là dừng lại hẳn. Với khách nội địa thì giảm tới gần 50%. Và 2021 này thì giảm, tiếp tục giảm. Và cái hoạt động du lịch ngưng trệ hoàn toàn. Các cái công ty lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa là cái phải tạm dừng, 80-90% tạm dừng. Lao động thì thất nghiệp, mất việc làm. Và khách sạn thì chúng tôi thống kê lại trong cái đợt mà nếu như các cái hoạt động du lịch nội địa để cứu vãn lại thì lúc cao nhất nó chỉ được đến 30%. Vâng. Thưa ông, trong thời gian vừa qua thì chính phủ và các địa phương đã có những cái chính sách hỗ trợ gì đối với cả các doanh nghiệp du lịch trong cái việc khắc phục những cái khó khăn do đại dịch COVID-19 ạ? Những cái chính sách cơ bản đối với doanh nghiệp nói chung như là chính sách về thuế phí, như là giảm thuế này, giãn thuế này, thế rồi chính sách về tín dụng, cũng như là để giãn hoãn các cái khoản nợ, khoản vay đối với các cái dự án, rồi các cái chính sách về an sinh xã hội nói chung đối với các cái doanh nghiệp, đối với người lao động, thì những cái người lao động bị mất việc làm thì được hỗ trợ những cái lúc khó khăn, đấy là rất là rõ bằng các cái khoản gọi là hỗ trợ tài chính tức thì. Riêng đối với ngành du lịch thì các doanh nghiệp du lịch cũng có những cái được cái chính sách hỗ trợ riêng, ví dụ như là về hỗ trợ về tiền giảm tiền điện này đối với các cơ sở lưu trú này, rồi tiền giảm tiền thuê đất đối với các cái doanh nghiệp du lịch, cũng như là đối với lao động như là hướng dẫn viên du lịch cũng được hỗ trợ của nhà nước trong cái lúc mà không có việc làm. Thưa ông, ngành du lịch thì đang triển khai cái chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc và thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Vậy thì ông có thể chia sẻ khái quát về cái kế hoạch triển khai cái chương trình này được không ạ? Thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành một cái kế hoạch phục hồi cái cầu du lịch, hoạt động du lịch. Thì nó gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là để kích hoạt cái hoạt động du lịch nội địa. Thứ hai là thí điểm mở lại du lịch quốc tế. Thì đối với du lịch nội địa thì Bộ sẽ phát động một cái chương trình gọi là du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Ở đây thì Bộ sẽ giao cho Tổng cục Du lịch cùng với các địa phương phát động một cái chương trình với cái thông điệp là như vậy. Thì nội dung ấy thì là phổ biến, quán triệt và động viên khích lệ các địa phương, các điểm đến thực hiện tốt cái hướng dẫn của Bộ về thực hiện du lịch an toàn. Theo đó thì theo nghị quyết 128 và cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì các cái cấp độ dịch khác nhau thì tổ chức cái hoạt động du lịch như thế nào để an toàn. Cùng với cái việc phát động như vậy thì đưa ra cái vai trò của các cơ quan truyền thông, trước tiên là cơ quan truyền thông của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các cái cơ quan truyền thông đại chúng, làm sao để chính quyền, người dân thực hiện một cách chủ động và tự tin và đúng và đủ những cái quy định hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như là
bộ chuyên ngành như Bộ Y tế, Bộ Giao thông và các cái chính quyền địa phương, làm sao doanh nghiệp kết nối tour một cách thông suốt nhất. Thế mà cái chủ trương là du lịch gọi là liền mạch, tránh đứt gãy, tức là đi du lịch đến địa phương này, điểm đến này và nhiều điểm đến khác, đảm bảo an toàn mà không bị gián đoạn, không bị đứt gãy. Về cái nội dung du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ban hành một cái hướng dẫn về quy trình, điều kiện và các cái lộ trình, giai đoạn để mở lại du lịch quốc tế. Trước tiên là mở thí điểm tại Phú Quốc, Kiên Giang, tại Khánh Hòa, tại Quảng Nam, tại Đà Nẵng và Quảng Ninh. Năm địa phương tiên phong này sẽ chuẩn bị các cái phương án, kế hoạch để đón khách du lịch quốc tế trở lại thông qua các cái chuyến chương trình du lịch chọn gói và có kiểm soát. Và đồng thời với lại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành các hướng dẫn về du lịch an toàn, thì các cái bộ chức năng như Bộ Y tế, Bộ Giao thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cũng hướng dẫn về các cái quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cũng như là đi lại trên các phương tiện, trước mắt là phương tiện hàng không, đảm bảo an toàn. Khởi động lại thị trường du lịch đối với các doanh nghiệp lúc này là yếu tố cấp thiết. Tuy nhiên, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hầu hết các doanh nghiệp đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Là doanh nghiệp trong cái thời gian sắp tới, cái việc kích cầu du lịch cũng như là các kinh phí để quảng cáo hoặc là xây dựng các cái sản phẩm mới thì rất là khó khăn. Bởi vì là 2 năm qua cũng đã chống chọi với lại Covid, như thế cũng rất cần cái sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước cũng như là các cơ quan về quản lý du lịch các địa phương để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Như là thách thức về mặt liên quan đến nhân sự, thế thì từ cái thách thức đấy sẽ làm cho doanh nghiệp phải cải tổ cái việc là liên quan đến xây dựng lại cái đội ngũ nhân sự của mình, hoặc là đào tạo nhân sự để giữ chân, hoặc là coi như là tìm kiếm các cái cơ hội việc làm để giữ chân nhân sự của mình. Mở cửa lại hoạt động du lịch, doanh nghiệp đang gặp khó khi các quy định về đi lại và y tế của các địa phương chưa thống nhất. Nay chúng ta gặp một cái tình trạng là mỗi tỉnh quy định một cách. Ví dụ như người ta quy định rằng là phải kiểm tra những cái gì, test thì là PCR hay là test nhanh, thế rồi là tiêm 2 mũi một mũi v.v. Tóm lại là cái sự thống nhất giữa các địa phương nó khác nhau. Cái quan điểm của lãnh đạo các địa phương cũng không đồng nhất, cho nên rất khó khăn cho vấn đề hoạt động du lịch. Một số tỉnh cũng như là tình hình dịch bệnh của các nơi thì cũng đã, có nơi thì cũng đã từ xanh sang vàng sang đỏ rất là nhanh. Cho nên là khi gặp với tình trạng như thế thì chúng tôi cũng không kịp trở tay. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành du lịch cần có sự đổi mới các dịch vụ của mình, nâng cao ứng dụng công nghệ để có thể thích ứng với tình hình mới. Chúng ta đổi mới cái gì ngoài cái chuyển đổi số ra là cái rất là quan trọng, thì có rất nhiều việc cũng vẫn phải thay đổi, từ cái đào tạo nguồn nhân lực như thế nào, các cái kỹ năng phục vụ khách ra sao, cái tuyên truyền thu hút khách vào như thế nào, thì tất cả mọi chuyện cũng phải thay đổi theo cái sau cái Covid này. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc đổi mới sản phẩm là rất là quan trọng trong cái việc làm thế nào để thu hút khách du lịch, và kể cả khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế. Tăng cường liên kết là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp cùng vượt qua thách thức. Cùng với đó, bài học về xây dựng quỹ dự phòng rủi ro cũng cần được quan tâm. Đại dịch nó giúp cho chúng ta có một cái bài học rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ, bài học về liên kết lại với nhau. Trước đây các doanh nghiệp thường làm ăn rất là đơn lẻ và mạnh ai người đấy làm, dẫn đến cái việc tình trạng manh mún thị trường nó bị phân cắt, chia sẻ rất là nhiều và thậm chí là cạnh tranh không lành mạnh. Tôi nghĩ rằng là ở cái đại dịch nó làm cho các cái doanh nghiệp có thể gần gũi lại, gắn bó với nhau để xây dựng các cái sản phẩm du lịch. Chúng ta cũng có một cái bài học rất lớn về việc là làm thế nào để xây dựng cái quỹ dự phòng khủng hoảng. Mà trước đây thì các doanh nghiệp cũng như là nước ta thì chưa chú trọng cái quỹ này lắm. Để ngành du lịch nhanh chóng bắt nhịp trở lại, thích ứng với bối cảnh mới, các chuyên gia cũng cho rằng cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước và các chính sách đó phải nhanh chóng đi vào cuộc sống. Những cái giải pháp mà chính phủ đã đưa ra trong những chính sách gần đây
là rất là ủng hộ cho doanh nghiệp, thì phải cố gắng làm sao để những điều đó trở thành hiện thực. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ một cách dễ dàng hơn, như là cái vấn đề vay để trả lương cho các người lao động, hoặc là hỗ trợ cho cái đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp hay vân vân. Cái thời gian tới mà tôi nghĩ rằng là để mở rộng cái hoạt động du lịch nhiều hơn, đặc biệt là du lịch nội địa đấy, bởi vì chúng ta vẫn đang hướng đến thị trường khách du lịch nội địa, thì đương nhiên là bên cạnh những cái hành lang pháp lý mà nhà nước đã ban hành thì rất là quan trọng nữa, đó là cái chiến lược tiêm chủng vaccine diện rộng, làm sao cho phổ cập cái vaccine thì cái việc đi lại du lịch nó mới được thực hiện một cách nó an toàn hơn. Vâng, trở lại với trường quay, thưa ông Hà Văn Siêu, nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng là cái việc tái khởi động du lịch trong cái thời điểm hiện tại đang gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là khi cái tiêu chí du lịch an toàn rồi cái quy trình chống dịch ở các cái địa phương thì chưa thống nhất. Vậy thì theo ông làm thế nào để có thể khắc phục được cái vấn đề này ạ? Chúng ta thấy một cái thực tế rằng là các cái hoạt động mà ứng phó linh hoạt với đại dịch Covid như hiện nay chúng ta đang làm là chưa có tiền lệ. Mặc dù chúng ta cũng rút kinh nghiệm từ năm 2020, nhưng mỗi một thời điểm ứng phó là rất là khác nhau. Một số nơi thì do cái năng lực y tế có những cái hạn chế nhất định, cho nên là rất là dè dặt trong việc mở lại. Vì vậy mà những cái quy định cụ thể ở từng địa phương, từng điểm đến du lịch là rất khác nhau. Nó dẫn đến cái câu chuyện tức là thông mạch giữa điểm du lịch này đến điểm du lịch khác là chưa đảm bảo một cách thông suốt. Cụ thể thì chúng ta có những cái giải pháp gì cụ thể để mà có thể khắc phục được cái tình trạng đấy không ạ? Khắc phục tình trạng này ấy, thì chúng ta đang làm, một là các cái doanh nghiệp là người ta rất là vào cuộc rất là nhanh để thích ứng luôn những cái điều kiện của từng địa phương. Thứ hai là chúng tôi khuyến nghị cả địa phương và doanh nghiệp là phải ứng dụng công nghệ và triển khai cái app du lịch Việt Nam an toàn, làm sao đăng ký, công bố, công khai và thừa nhận lẫn nhau giữa các cái quy định của các cái địa phương, của các cái địa phương về công bố vùng dịch ấy. Theo ông thì chúng ta cần có những cái chính sách gì để có thể hỗ trợ doanh nghiệp du lịch có thể nhanh chóng khôi phục lại các cái hoạt động của mình ạ? Thế bây giờ chính sách gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp làm sao phục hồi cái hoạt động du lịch của mình nhanh nhất? Nói ví dụ như hoạt động lữ hành thì hiện tại là hỗ trợ nhiều về công nghệ để người ta kết nối online để khôi phục các cái dịch vụ trực tuyến trước. Thế về cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng, các cái dịch vụ thì bộ ngành, đặc biệt là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang hướng dẫn các cơ sở dịch vụ là mở từng bước có lộ trình các cái cấu phần dịch vụ khác nhau. Ngay như phòng nghỉ thì có thể mở trước, nhưng các cái dịch vụ khác mà nó có cái độ gọi là tiếp xúc cao thì lại mở sau. Thì cái lộ trình mở từng dịch vụ là cái sự gọi là tính khoa học cũng như là cái sự tính toán làm sao để cho cái việc mở lại an toàn nhất, mà đỡ tổn hại đối tượng kém nhất, mà cũng gọi là gì nhỉ, nhanh tiếp cận được thị trường những cái dịch vụ cơ bản trước và những cái dịch vụ mà thiết yếu trong cái quy trình dịch vụ thì mở trước. Về chính sách thì hỗ trợ về mặt công nghệ như trên tôi nói, thì ngành đã xây dựng một cái ứng dụng của du lịch Việt Nam an toàn. Theo đó thì các cơ sở dịch vụ lữ hành, khách sạn, cơ sở dịch vụ và các địa phương điểm đến đăng ký cập nhật thông tin của mình trên cái app ứng dụng này. Thì dựa vào công nghệ là một bước, nhưng bước thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là cần thiết là các cái chính sách, đó là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cả cái chính sách về thuế phí như trên đã nói, nhưng tiếp tục xây dựng không chỉ bằng chính sách mà về chương trình hành động. Thế thì chính phủ đang xây dựng một cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong cái bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19. Thì chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có cái phục hồi và phát triển du lịch, thì chương trình hành động này nó sẽ hỗ trợ thiết thực vào từng khâu của các cái
cái chuỗi cung ứng du lịch mà nó bị đứt gãy bây giờ về hàn nối lại. Thí dụ như là kích cầu, thí dụ như tạo ra những cái động lực để cho du lịch nối lại cái thị trường, cũng như là tạo điều kiện để cung và cầu gặp nhau, những cái mảng mà nó bị tổn thương nặng trong cái quá trình dịch ấy, thì bây giờ phải có cái hỗ trợ trực tiếp của nhà nước du lịch. Thế thì cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đấy, trong đó có du lịch ấy, sẽ là những cái chương trình là thiết thực để giúp cho doanh nghiệp du lịch sớm phục hồi. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là để mà thực hiện cái chương trình phục hồi và phát triển du lịch thì nó có cái cởi mở về chính sách, cơ chế mới. Nếu không có cơ chế mới thì cái chương trình phục hồi trong ngắn hạn, dài hạn cũng khó khả thi. Chính cái cởi mở về chính sách này nó cũng tháo gỡ ra những cái rào cản trước đây mà chúng ta thấy rằng là du lịch gặp những khó khăn. Không phải khó khăn về, không chỉ khó khăn về đại dịch mà khó khăn vốn dĩ đã có thì bây giờ cũng được cởi mở. Nó cũng tạo đà cho du lịch phát triển, phục hồi sau. Thưa ông, có cái ý kiến trong lo ngại là khi mà được mở cửa trở lại, dù mới chỉ là dưới hình thức thí điểm, thì cũng rất dễ nảy sinh cái tư tưởng chủ quan, rồi vì lợi nhuận mà lại xem nhẹ các cái quy định về phòng chống dịch. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải thực hiện cái giải pháp gì để có thể tạo một cái môi trường du lịch thật sự an toàn cho du khách trong cái bối cảnh dịch bệnh và hướng tới tăng trưởng bền vững ạ? Cái tâm lý chủ quan nếu có thì tôi thấy rằng nó cũng là một cái thực tế. Tuy nhiên, qua hơn một năm, từ năm 2020 ngay, thì tất cả chúng ta, đặc biệt là các doanh nghiệp, cũng đã có những cái bài học rất là đắt giá từ cái câu chuyện gọi là phòng dịch, rồi mở lại dịch vụ và thu hẹp, rồi tái khởi động và đóng mở liên tục. Nó tạo cho người ta có những cái tổn thất rất lớn và chúng ta phải học. Thế thì cái nghị quyết 128 về cái thích ứng an toàn linh hoạt trong cái và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 ấy, nó cho chúng ta một cái phương châm, một cái chiến lược là bất cứ hành động nào, làm gì, kinh doanh nào đều phải luôn luôn song hành một cái phương án an toàn, phương án linh hoạt. Và cái phương án này nó có cái sự phòng bị để làm sao trong trường hợp xấu nhất thì tổn hại của chúng ta phải thấp nhất. Thế thì cái câu chuyện đấy nó trang bị cả về năng lực, cả về nhận thức, cả về bài toán kinh tế là cái sản phẩm của chúng ta phải như thế nào để nếu có những cái biến động thì cái khả năng thích nghi, khả năng thích ứng linh hoạt hơn. Thì đấy là về chiến lược kinh doanh. Thứ hai là sau Covid ấy, thì người ta mới nhận ra rằng là những cái hoạt động du lịch gọi là đại trà đó, gọi là tiếng Anh nó gọi là mass tourism, tức là du lịch theo số đông ấy, đang bị đe dọa mạnh bởi dịch bệnh. Vì vậy mà cái sự thích ứng của ngành du lịch bây giờ là phải hướng đến du lịch bền vững, du lịch đi những nhóm nhỏ, du lịch đến những cái nơi an toàn nhất và nó tránh những cái nơi đông người. Vì vậy là du lịch theo số đông là sẽ không được gọi là cổ vũ. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động du lịch đang từng bước được tái khởi động tại nhiều địa phương. Đó là những tín hiệu vui từ một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Điều này tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực khác, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại phát triển bền vững. Mặc dù vậy, thì hoạt động du lịch ở các địa phương cũng cần phải mở cửa từng bước, không ồ ạt, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến đây, chúng tôi xin khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn khách mời đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.